Trong tâm trí của các Phật tử, Quan Thế Âm Bồ Tát giống như một người mẹ với lòng từ bi đức độ quảng đại. Người đời mong muốn Ngài có thể dõi theo và giang tay đến muôn nơi để phổ độ chúng sinh. Tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng chính vì thế mà ra đời. Dưới đây là một mẫu sản phẩm đặc sắc tại Đồ Đồng Dung Quang Hà. Cấu tạo của bức tượng thể hiện sự công phu của người nghệ nhân. Đế tượng có hai bậc hình bát giác, mặt cạnh được chạm hoa lá đẹp mắt. Tiếp theo là những lớp cánh sen nằm ngang, bên trên là đài hoa sen vươn lên cao. Phật Bà ngự trên đài sen với tư thế kiết già. Ngài bắt ấn thiền kết hợp với tư thế chắp tay cầu nguyện. Không dừng lại ở đó, trên mình bà và ở phía sau có rất nhiều cánh tay mọc ra. Tác giả đã khắc họa những pháp khí tiêu biểu như bình hồ lô, hai viên châu ngọc có chạm chữ nhật và nguyệt. Ngoài ra còn phải kể đến đinh ba, chấp kích, các cánh tay của bà đều đeo vòng. Nếu như ở hình tượng Bạch Y Quán Âm, Ngài sẽ có hình ảnh Phật A-di-đà trên đỉnh đầu. Ở tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, các bạn sẽ thấy nhiều tầng đầu đại diện cho các đấng Như Lai. Để làm nổi bật lên diệu tướng ở một vị Phật, chúng tôi đã áp dụng hình thức thép vàng cho bức tượng. Điều này đúng với đặc điểm kim sắc tướng, tức làn da toàn thân lấp lánh màu vàng ròng. Chúng tôi đã lựa chọn những lá vàng cao cấp, độ tinh khiết hoàn hảo. Bởi vậy, sản phẩm tỏa ra ánh kim rạng rỡ cùng nguồn năng lượng dồi dào. Tượng Phật là một chủ đề thiêng liêng, tác phẩm phục vụ việc chiêm bái, thờ cúng, tu tập. Bởi vậy, chất lượng sản phẩm phải được đảm bảo. Đồ Đồng Dung Quang Hà chính là địa chỉ uy tín mà quý khách có thể trao gửi trọn vẹn niềm tin. Chúng tôi có đội ngũ nhân sự tài hoa, giàu kinh nghiệm và đầy tâm huyết. Thêm vào đó là báo giá dịch vụ cực kỳ ưu đãi. Đồ Đồng Dung Quang Hà, nét hình hoa.